my cousin will cook for dinner. That what's the name of the that chicken wing? Chicken wing làm kiểu gì? Fryer. Lime. Đây là em gái. Trời ơi, em gái 1m80. Em ơi, em ăn gì mà em cao dữ vậy? Em nói đi. Em ăn cái gì mà em cao dữ vậy? Sữa. Em ăn sữa hả? Em uống sữa. Uống sữa. Em uống sữa. Ở đây. Uống sữa với thịt bò với con. Ở đây là trong này là có flour là bột. Onion powder nghĩa là bột hành mọi người. Garlic powder là bột tỏi. Pepper là tiêu. Rồi, lần đầu tiên Linh vào bếp Linh khúc đó. Trời ơi, so powerful. Đây, bây giờ Linh bỏ vào đây. Cái nồi mới mua luôn vì sự nghiệp nấu ăn mà bà Bảy đây, bà má Bảy mới đi mua cái nồi cho Linh thử. Khởi đầu sự nghiệp. Đó, Linh chỉ cho Linh Đà gấp cái chicken để mà bỏ vào đây đó. Nhẹ nhàng, gentle. Để xuống. Để nhẹ nhàng xuống. Có gì đâu. Không, chị Nga chỉ cho nè. Linh Đà, con mắt phải nhìn vô cái kia chứ không phải nhìn vô cái điện thoại. Nè, em nè Linh Đà. Linh Đà nhìn nè. Cầm dây. Nhìn. Em bỏ xuống, để xuống luôn cho em không có drop nha. Em không có được rót, nói chung là em làm tất cả các đồ ăn mà có dầu mỡ. Em không có được rót từ trên hai từ trên xuống đâu. Em không có được rót từ trên cao xuống. Em thả xuống vậy. Em nhúng cái này xuống luôn cũng được. Đó, em thả, em thấy chưa? Đó. Con thả cái nó bung luôn. Em không được rót. Chị Linh chỉ cho em nha. Đó, trời ơi, mọi người thấy Linh không? Linh là cô Bảy không? Cô Bảy cao rồi mà Linh còn cao dữ dằn. Đây mọi người. Chị... Này, này. Đây nè. Nhìn nè mọi người. Đó. Nhìn em nè, em 1m58. Nhìn Linh là biết. Là biết Linh cao bao nhiêu rồi. Chắc Linh sẽ được 1m9 luôn. Dạ. Em không có được chỉ cho Linh Đà nó nấu ăn đó mọi người. Sinh ra ở Mỹ nhưng mà rất là thích luôn. Em để xuống luôn cho em không có được rót, nhúng xuống luôn rồi thả, nhớ chưa, không được rót. Rót là thả xuống đó mọi người, em tản nó ra. Chị Nga quay phần trên thôi. Rồi cái này bây giờ đây. Đây là cái chảo đó. Có cái này tiện ha. Nhớ phun ghê luôn á. Đây. Ở đây, qua bên đây. Không có đó. Nó bỏ cái này đó. Bên này có này. Đây. Đó. Chỉ cho Linh Đà, Linh Đà mới 9 tuổi thôi. Để nắp lại. Mình nấu ăn thì chuyện bình thường rồi phải không mọi người? Nhưng mà mấy đứa nhỏ nè, với lại mấy em ở Mỹ đó ít khi vô bếp lắm. Nhưng mà bây giờ anh chịu vô bếp là vui lắm rồi. Mình vẫn còn bỏ thêm một ít lượng nữa đó. Em đang trộn cái gì vậy? Seasoning.
Đây. Nó mẹ đang làm cái powder với lại cái seasoning. Để mà ép cái đồ để nêm á. Đó, lemon pepper, right? Chị Nga coi, chị Nga biết mà. Ok đi. Mình làm lemon pepper organic. À. Mình mix phải không? Dạ. Cho mày cho mèo coi. Sao mình không push nó vô microwave cho nó nhanh? Today we're gonna make it I'm putting garlic too. That's right. Oh, fresh garlic. Hay là em push cái garlic gì? Bây giờ lên làm cái gì đó, record. Bỏ vô đây lát nữa. Lấy cái fresh garlic với yeah. lại cái chanh đúng không? Yeah. Mình vắt vô đây luôn hả? Dạ. Yeah. Xin lỗi, em không biết tiếng Việt. Em không biết nhiều tiếng Việt nha. Em qua Mỹ chừng nào em 6 tuổi, lúc là em 6 tuổi thôi. Nhìn nè. Em là Mỹ. One more time. Em là Mỹ Trắng rồi. Em là Mỹ Trắng hả? Em là Mỹ Trắng rồi, em còn Mỹ đen nữa. Em Mỹ trắng với Mỹ đen, em đâu phải tiếng Việt nữa đâu. Nó nói là con nửa Mỹ nửa Việt. Nửa Mỹ nửa Việt. Dạ, chứ đừng có nói đen trong đó con. Mẹ kỹ cái từ. Mẹ kỹ cái từ Mỹ đen. Mẹ kỹ cái từ Mỹ đen lắm con. Con nói cho lấy cái dĩa to để nào bạn. Đây đó con. Lấy cái dĩa ra. Hai dĩa đi. Cho lên hôm nay trời ơi somehow my cousin so chật vậy bữa nay là bữa thứ ba rồi lên. Ủa sao nó tắt rồi sao vậy chị Belly nó sao vậy Belly nó tắt nè nó phải giòn vậy chứ nó tắt đó. Nó không tắt là nó phải nãy giờ nó phải vàng dữ lắm rồi mẹ ơi. Khô. Nó xong lại thôi. Nó tắt. Đi lên em. Thả thẳng lên dầu với lần. Cho con bầu cho bảy. Cái da bầu gì mà nó. Ừ. Cái da bầu cũng vô cũng vậy. Bảy có mấy cái da bầu ở trên. Cái bầu cũ của mình á, cái bầu Việt Nam bầu đá. Ừ. Nó của nó có ăn được chiếc kim nguyên như vậy không phải? Có chứ. Không, thịt đấy đó. Chiên da. Số 1. Tối nay kia Nguyên tóc lên tiền của nó chứ ai cũng thấy. Anh lớp. Oh my god. Cái gì? It wasn't on the entire time. Yeah. Sao vậy? Nào, mình phun vô cái nó sụp cái nó sạch cái nó ra con. Hàng chi. Look at that. Dạ bắt đầu. Cô giàu nó ngủ bớt rồi. Đừng có đại nắp nữa bảy ơi, đại nó bị bí hơi. Nó mềm á. Ô lên coi cái sốt nè. Dạ, ngay cô bảy
Cái màu cà chua này nó giống cái mùi quân quá. Bây giờ nhét cái này đi, cái lạnh luôn đi cho nó lỏng. Cà chua to hôm qua, ai cô chớ mình ăn rồi. Thôi cho. Trời ơi, cô cà chua, cà chua Nga trồng đó. Nhưng mà cái màu cà chua này giống trái mồng quân ở Việt Nam nè. Nguyên một bọc luôn, đem lên cho cô Bảy. Con làm giàu con cẩn thận á, cái cánh tay đó. Đứa nào đứa khác, mà xé cái bịch này về mẹ đắng lắm. Linda, đâu là Linda? Con hỏi tắt về con để con xé. She got hungry in the car. Ok, cái này nó sắp xong rồi. Bánh dưa leo. Bác đi trang trí cho Linh nó bỏ gà lên cho nó đẹp. Nghĩ Linh phải dọn kìa, chị nhớ làm kìa. Nói một chuyện là phải trang trí nữa chứ. Linh Đà làm cái gì? Linh Đà nói coi. Linh Đà lan qua rồi qua cái border phải không? Đó. Nàng này 9 tuổi. 9 tuổi vào bếp ở Mỹ là một chuyện không có đơn giản đâu mọi người. Nó thích nấu ăn lắm luôn. Linh Đà đó nó thích nấu ăn lắm luôn. You like cookie? Nước nước chay. Bây giờ quét lên cái đó. Quét lên cái cánh gà, cái chiếc chicken wing. Xong rồi rắc tiêu lên. Thử một miếng cho mọi người coi. Nghe thử. Nghe con chút. Vậy mày to, to sẽ tao làm thân nè. Ủa, có phải là nó chua quá không? Ôi có không? Nó ngon lắm luôn á. Quá. Chị nào hết cân nữa em thủ canh lên nó ngon lắm luôn á. Ok ok ok. Em của Nga thử á. Thì mình chiên bình thường mọi người. Mình phủ một xíu bột thôi, xong rồi mình quét nước chanh này lên nè. Xong rồi mọi người rắc tiêu lên. Trời ơi, nó sẽ ít bột lại, nó ít bột nó healthy nè. Mà nó có chanh lên là mình nó đỡ ngấy nữa. Nó làm mình không có cảm giác ngán á. Dạ. Ừ. Ngon. Okay. Ngon. Okay. Ngon. Đây. Okay. Em nó vẫn còn đang chiên đây nè mọi người. Để sẽ quét nước chanh lên, quét cho nhiều nhiều á. Quét
tắt nhiều lên là nó đỡ ngấy mà nó ngon lắm. Em còn chiên cái gì không? Không, mẹ làm nữa. Để chị, để chị Nga giúp cho. Đó. Rồi em chở nha. Ủa nước chanh lên mọi người, mọi người thử làm cái cách này đi. Trời ơi. Rồi bắt đầu phủ, phủ hai bên luôn, phủ đều luôn. Qua bên đây luôn. Trời ơi. Ngon hả? Dạ, ấy nó chanh lên nó chua chua. Chưa tiêu, từ từ đợi chút. Rải cho nó thêm một chút tiêu nữa. Hơi ít tiêu á. Ủa làm mặt cái chảo kia là hết rồi hả con? Dạ. Đây được một ít rồi, bây giờ làm tiếp. Quét nước chanh này lên. How to say it? Quét. Làm sao nói? Linda nói đi. Mình cho nước chanh này lên nè. Mình drop cái lemon juice này lên. Yeah, that's right. Lemon juice. Yeah, that's the lemon juice. And we cover two sides. Vậy á, chắc ở chỗ mình thấy đi á, năn nỉ khóc quá. Ủa, ỉ ơi. Nó mẹ. Không phải ỉ luôn. Khóc như là mẹ khóc vậy đó. Nhưng mà cái đó disrespectful không bao giờ nói. Nhưng mà nói nhờ đến nhà cô mẹ á. Mẹ không bao giờ nói này là nhà của ba mẹ, nhà của mẹ. Của mẹ là mẹ không có thích chạm tự ái, hoặc mẹ không thích làm người khác như ba. Hai đứa em nó làm nữa. Chị, em nó đồ lấy cái gì? Cái này chính hả? Em nói này nè. Đứa này đứa con cái lớn, đứa này đứa con cái nhỏ. Một đứa này học giỏi super luôn. Một đứa này ngoan super luôn, cũng học giỏi luôn. Thương mẹ lắm. Kia. Trời ơi. Đó. Linh Đà làm đó. Ôi lộn. Linh Đà với lại Linh làm luôn. Linh thì nóng tính thôi chứ mà trong bụng tốt nhưng lắm. Mà tại con thương mẹ kia. Tại đó nó nói cái tại nó là... thương mẹ cho nên nó nóng tính. Cái này là cho cái này con không thương mẹ con cho cái này. Ủa, là rồi. Cháu con cái này là mình. Cháu cái này nhúng chưa ta đấy cho chiến tranh luôn mẹ sẽ lấy đời mẹ sẽ giờ đi với chị Nga luôn mẹ cho nó đi lên đường. Rồi, Linh với Linh Đà làm xong rồi. Đó. Ở đó là có xôi với lại rau thơm rồi nữa. Đây là Linh Đà đây. Ok, bây giờ mình ăn thôi. Chị Nga, tay trái, em ngồi đây đi. Chị Nga ăn tay trái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì em ăn đây đây thôi thôi em nhỏ là sao dĩa cho con tên Việt là gì?
Bên đây là có mẹ của con. Mẹ là tên Dung hay là Dung? Mẹ Dung. Mẹ là tên Dung. Dung. Mẹ Dung. Giống con Dung. Hay là Bi. Billy. Linda, introduce your family, please. Yes. Ellen. Yeah. Ellen. Ellen. Là mọi người gọi Ellen tên Ellen ở đây. Là sao? Chị sao? Chị là chị của em. Cousin. Là chị em họ đúng không? Con của cậu 6 đúng không? Yeah. Okay. Hôm nay chị Linh nấu đồ ăn rất ngon. Yes. Dạ ngon. Yeah. Trời nè, đây là lẽ ra ở Việt Nam. Đúng. Nói gì đây? Nói lên luôn đây, con là con đây. Của ông chú. Đây. Đâu? Bà Đâu này nè. Con Đâu này. Wrong one. Cousin. Đẻ ra ở Việt Nam, còn con nhỏ này nó đẻ ra ở Mỹ. Nhưng mà nó tiếng Việt giỏi lắm luôn á. Nó cưng lắm. Linh bây giờ nói tiếng Việt thì cự đau bụng luôn. Okay. Linh là Linh no. Linh lớn á là có tiếng Việt. Em phải hỏi Nga với mẹ. Question 1. Vậy thôi, bỏ đây. Vô hỏi cấm. Question 1. Khi nào chị Nga qua bên đây, chị Nga có sợ không? Không sợ. Không sợ gì. Dạ, có em nè, có mẹ em nè, có Linh Đà nè. Chị Nga có sợ, chị Nga có sợ thấy người ta mà không biết. À, chị Nga có sợ người lạ không? Đúng rồi. Lúc đầu, lúc mới qua ai cũng sợ, bà cũng sợ đúng không? Mình cũng sợ tiếp xúc với người. Tại vì lúc mình mới qua, cho dù là mình biết một chút tiếng Anh nhưng mà cái giao tiếp của mình á, giống như cái ngôn ngữ chính của mình là tiếng Việt mà. Thì lúc mình mới qua mình cũng ngại giao tiếp với người ta lắm. Ai cũng vậy. Bây giờ có hỏi mẹ. Dạ, mẹ ơi, từ nào phải từ nào? Lúc mẹ qua đây mẹ có sợ không? Sợ. Mẹ giống như chị Nga thôi. Mình để chạy xe mẹ đi nào. Sợ. Ai mà mất cặp vô xe ô tô mà nào mà chở cô lên mà không sợ đâu. Trong lạc đường muốn khóc luôn. Trời ơi, mấy ba mấy tuổi hồi mẹ em qua đây là ba mấy tuổi rồi. Muốn khóc luôn. Con là cảnh sát dẫn mẹ về luôn. Nói nhà mẹ đâu, nhà tao ở hướng nọ. Mày đi theo tao dẫn mày về. Con lúc cha là bệnh viện á. Sao mẹ con đem mẹ đi về á, đứa ông bệnh viện hoặc lên đi về đi lạc xong rồi thằng ở nhà mày ở đâu mày về hướng này nó nói hàng tao là nọc cái lình mày anh nọc cái lình mày đi hướng này mày về New York á. Thế vậy làm sao mày chuyển tao về nhà chứ, mày đi theo tao. Hồi đó chồng của cô Bảy bị bệnh đó mọi người, ở bệnh viện. Giờ mất mấy năm trước rồi. Mà cô Bảy nuôi một con lớn này với con bé xíu đó. Đội lắm luôn á. Cô Bảy là người xuyên. Mọi người nói cô Bảy là cái máy á. Cô Bảy làm dữ lắm. My cousin, she will watch this. Yeah, she's 9 years old. Look at her. Cứ. No, em lấy cái miếng rửa chén nữa phải không? Cái miếng rửa chén không bạn? Ở bên phía tay phải đó con. Em mới lấy cái trà kìa. Ở cái trà cũng được, nó tùy cái trà cho khỏi bệnh. À. Thank you.
a soap on it, so... Yeah. Is that heavy? Heavy or not? Half. Is that heavy? Almost. Almost? Yeah. Thank you for watching my video. See you in the next video. Bye bye.